Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sassuolo và câu lạc bộ Juventus. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 30 giải vô địch quốc gia Italia Serie A, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 16 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ Sassuolo trận đấu này sẽ tiếp đón Juventus trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội khách Juve sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội chủ nhà Sassuolo với mức kèo là 0,5, mức kèo phải tăng 0,75 và tăng nữa là một trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Năm lần đối đầu gần nhất của Sassuolo và Juve thì Sassuolo thắng 1 và thua 4 trước Juve. Năm trận thi đấu gần nhất của Sassuolo thì Sassuolo thắng 3, hòa 1 và thua 1. Năm trận thi đấu gần nhất của Juve thì Juve cũng thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn cửa đội chủ nhà Sassuolo được chấp 0,5 hoặc là 0,75. Vì sao? Mặc dù lần này chạm trán với Juve thì một lần nữa Sassuolo vẫn như ngày nào bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì ở thời hiện tại nếu mà xét về thể lực thì Sassuolo họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu hơn so với Juve đâu. Ở mùa giải năm nay thì Juve họ cũng không mạnh bằng những năm trước. Thứ hai là trận đấu này Sassuolo có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba là trận đấu này Sassuolo được chấp. Nếu như mà hai đội có hòa nhau ở lần đối đầu này thì chúng ta chọn cửa Sassuolo, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu á, thì mặc dù là cái thành tích đối đầu ở 5 lần chạm trán gần đây thì đang nghiêng về Juve với 4 trận thắng. Tuy nhiên thì đó là câu chuyện của trước đây. Còn ở thời hiện tại thì Sassuolo đang có phong độ tốt và có điểm tựa sân nhà, thì ở đâu đây sẽ là cái cơ hội để cho Sassuolo có thể là tận dụng được mọi cái lợi thế này để có chiến thắng trước Juve thì sao. Cho trận đấu này, bắt đầu tôi tưởng mình ưu tiên chọn cửa chủ nhà Sassuolo được chấp nha. Với phong độ ổn định thì mình nghĩ ít nhất trận đấu này Sassuolo họ sẽ hòa Juve. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái. Thì cả Sassuolo lẫn Juve ở thời gian này thì đều đang có phong độ ghi bàn rất ấn tượng, hiệu suất ghi bàn rất tốt, và những lần chạm trán trước đây của hai đội thì thường cũng có từ 3 bàn trở lên nhiều. Do đó trận đấu này hai đội sẽ đều có bàn thắng. Mình nghĩ trận đấu này hai đội hòa. Do đó sẽ hòa hai đều hoặc là 2-1 nghiêng về cho Sassuolo. Bên nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa tài trận đấu này. Còn nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Sassuolo thì các bạn ưu tiên đi cửa tài không được nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và sẽ một trái. Thì do đó hiệp 1 với phong độ ổn định và điểm tựa sân nhà thì mình nghĩ là Sassuolo họ cũng sẽ không chịu thua trước Juve đâu. Thậm chí là Sassuolo là những người có bàn dẫn trước nữa. Do đó hiệp 1 1-0 nghiêng về cho Sassuolo hoặc là hai đội sẽ hòa nhau một đều. Thì một các bạn chọn cửa Sassuolo được chấp nha và đá tài 1. Tóm lại trận đấu chốt kèo là chọn cửa Sassuolo và tài 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha. Xin chào, hẹn gặp lại.